Mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy video hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của mình. Xin chào. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Cả thế giới vừa đón nhận một thông tin vô cùng bất ngờ và đáng buồn khi huyền thoại của bóng đá thế giới Diego Maradona đã qua đời. Đây chắc chắn là một mất mát rất lớn đối với toàn thế giới nói chung và người dân Argentina nói riêng. Để tưởng nhớ về những gì huyền thoại xứ Tango đã mang đến cho làng túc cầu, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại 10 bàn thắng để đời trong suốt sự nghiệp đầy vinh quang của cậu bé vàng Diego Maradona các bạn nhé. Một pha đá phạt hàng rào mẫu mực của Diego Maradona ở một cự ly và khoảng cách mà có lẽ nhiều cầu thủ sẽ chọn phương án treo bóng vào trong. Nhưng với tài năng và một nhãn quan cực kỳ nhanh nhạy, Maradona đã chớp thời cơ thủ môn đội bạn đứng sai vị trí để tung một cú sút bằng chân trái, đưa bóng đi với một quỹ đạo khó chịu và mang về bàn thắng đẹp mắt cho đội nhà. Ngày cậu bé vàng đặt chân đến mảnh đất hình chiếc ủng, Napoli khi đó chỉ là một câu lạc bộ hàng trung. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Maradona đã mở ra một trang sử hào hùng của đội bóng áo màu xanh da trời. Nhìn cách ông đi bóng tự tin đánh lừa hậu vệ đội bạn, rồi tung cú dứt điểm quyết đoán mang về những bàn thắng quan trọng, mới hiểu vì sao người dân tại nơi đây tôn sùng và coi Maradona như một vị thánh của thành phố đầy thơ mộng tại quốc gia cũng nổi tiếng với sự mộng mơ Italia. Trước khi trở thành ngọn hải đăng đưa Napoli chinh phục những đỉnh cao tại Serie A, Diego Maradona cũng đã để lại vô vàn dấu ấn tại Barcelona, câu lạc bộ đầu tiên mà huyền thoại Argentina đầu quân khi rời xa quê hương và tiến đến châu Âu. Và một trong những bàn thắng đẹp nhất ông có được trong màu áo của một đội bóng chủ sân Camp Nou chính là màn solo qua lớp phòng thủ dày đặc rồi bất ngờ tung một cú lốp bóng từ ngoài vòng cấm, khiến thủ thành đối phương chỉ còn biết chôn chân nhìn trái bóng bay vào lưới. Trong lịch sử bóng đá thế giới, Maradona cũng chả bao giờ được nhắc đến nhiều trong những buổi tranh luận để tìm ra đâu mới là cầu thủ sút phạt đỉnh nhất, bởi vì cậu bé vàng đã có cho mình bộ sưu tập bàn thắng hết sức phong phú, hội tụ đầy đủ mọi kỹ năng cần có của một siêu sao tấn công, nên việc ghi bàn ở chấm đá phạt trực tiếp là điều đã trở nên quá đỗi bình thường với Diego. Và một vị trí của quả đá phạt nằm đúng vào nơi thuận lợi để cậu bé vàng có thể dứt điểm bằng chân trái, thì lựa chọn duy nhất của những anh chàng thủ môn tội nghiệp đó chính là vào lưới nhặt bóng. Nếu chỉ nhắc đến những pha qua người đỉnh cao, những cú sút phạt trực tiếp thì quả thực là vẫn còn nhiều thiếu sót khi nhắc về sự đẳng cấp của Maradona. Đã là một huyền thoại trên mặt trận tấn công, Diego luôn sở hữu riêng cho mình một kho tàng kỹ năng dứt điểm đa dạng. Một trong số đó chính là những pha bắt vô lê bóng sống cực nhanh và hiểm như thế này, không để cho người gác đền đối diện một chút cơ hội nào cản phá dù là nhỏ nhất. Một trong những bàn thắng kinh điển của riêng Maradona tại kỳ World Cup 1986 đáng nhớ, trong trận bán kết đầy căng thẳng với đội tuyển Mỹ, một mình cậu bé vàng đã làm tất cả khi lập một cú đúp để đưa Albiceleste hiên ngang tiến đến trận chung kết. Và pha lập công sau khi solo qua 4 cái bóng áo đỏ, rồi tung cú dứt điểm chính xác đánh bại nốt thủ môn tuyển Mỹ của Maradona đã được xếp vào những khoảnh khắc đáng xem nhất trong các kỳ World Cup. Có lẽ vì quá mê đắm những vũ điệu tango, những pha biểu diễn kỹ thuật rê bóng qua 4-5 cầu thủ đối phương mà đôi lúc chúng ta quên rằng Maradona cũng sở hữu kỹ năng dứt điểm ngoài vòng cấm cực tốt. Trong pha bóng này, từ khoảng cách phải hơn 30m, cựu cầu thủ của Boca Juniors đã không ngần ngại tung một cú sút chân trái rất căng và hiểm, khiến cho thủ thành của đội bạn dù bay người hết cỡ cũng chẳng thể chạm nổi dù chỉ là những đầu ngón tay vào trái bóng. Tiếp tục là một bàn thắng từ ngoài vòng cấm, nhưng lần này sự đẳng cấp và tinh tế của pha bóng còn được Maradona nâng lên gấp nhiều lần. Trong tình huống nhận bóng quay lưng lại với cầu gôn đối thủ, nhưng bằng một nhãn quan cực nhạy bén, Diego không mất quá nhiều thời gian để bóng đập đất thêm một nhịp, rồi tung cú vô lê bổng với một lực vô cùng vừa đủ và hoàn hảo,
tạo ra một chiếc cầu vồng đẹp mắt trên mặt cỏ tại Napoli. Khi đối đầu với một tài năng trăm năm có một như Maradona, sự tập trung là điều tiên quyết đối với các hậu vệ. Chỉ cần một phút lơ là thì đội bóng đối đầu với Diego sẽ phải lập tức trả giá. Và minh chứng rõ nhất chính là pha bóng này. Chỉ một chút hớ hên của cầu thủ áo trắng, Maradona đã ập vào rất nhanh để giành quyền sở hữu trái bóng. Và cũng chẳng để cho anh chàng tội nghiệp kia có một giây nào sửa sai, cậu bé vàng đã tung một cú lốp bóng bằng chân trái sở trường mang về lợi thế dẫn điểm cho Napoli. Khi đã nhắc đến những bàn thắng để đời của Maradona, chúng ta không thể nào bỏ qua pha lập công đã đi vào những trang sử huy hoàng của cả nền bóng đá thế giới của ông vào lưới đội tuyển Anh tại World Cup 1986. Ngoài bàn thắng, bàn tay của Chúa làm thay đổi cả lịch sử bóng đá, thì bàn thắng thứ hai với một màn solo từ giữa sân qua gần như toàn bộ đội hình của đội tuyển Anh, rồi qua nốt cả thủ môn bên phía tam sư và ghi bàn. Người ta gọi đó là giây phút tỏa sáng của một thiên thần, một vị thánh sống trong làng túc cầu đỉnh cao. Vừa rồi chính là 10 bàn thắng để đời của huyền thoại Diego Maradona. Thực sự tin ông qua đời là một mất mát không chỉ riêng với bóng đá, với đất nước Argentina, mà còn là nỗi đau đối với cả thế giới. Bàn tay của Chúa đã về với Chúa, chúc ông an nghỉ trên thiên đường, tạm biệt một huyền thoại vĩ đại, người tạo cảm hứng cho biết bao thế hệ kế cận sau này. Với tất cả điều ông làm được thì làng túc cầu sẽ mãi chỉ có một Maradona. Maradona đã ngừng thở nhưng ông chắc chắn vẫn sống trong ký ức của những người yêu trái bóng tròn. Cảm ơn một lần nữa và chúc ông được yên nghỉ, Diego Maradona.